Trên thị trường lao động chủ yếu thiếu người lao động làm việc chân tay, thường được các công ty tuyển dụng từ bên ngoài EU, sau đó là ngành hỗ trợ hành chính, khai khoáng và hành chính công. Cứ trong 5 nhà sử dụng lao động thì có một nhà sử dụng lao động thiếu nhân viên. Phân tích cho thấy đối với các vị trí công việc tay chân cần tay nghề thấp, có thể thực hiện robot hóa, tuy nhiên các nhà tuyển dụng không có kế hoạch robot hóa những công việc này vì lý do tài chính. Để cải thiện tình hình thiếu người lao động, Bộ muốn thu hút bằng chế độ nghỉ phép của cha mẹ để họ có thể kết hợp tốt hơn giữa công việc và cuộc sống. Bộ cũng muốn tăng động lực cho người cao tuổi và người khuyết tật quay trở lại làm việc. Bên cạnh đó, Bộ cũng muốn tập trung vào đối tượng người lao động là sinh viên đại học. Chính phủ gần đây cũng đã đồng ý tăng hạn ngạch cho lao động ở nước ngoài lên 20.000 người. Ngoài hợp tác truyền thống với các quốc gia hậu Xô Viết, Bộ cũng đề cập đến việc hợp tác với Việt Nam, Philippines và Mông Cổ.